Oh, good job. Ong, ជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការហើយជាតទៅនេះយើងធ្វើការជាសាស្ត្រសមាការជាសាធារណៈហើយនឹងប្រកាសអានឹងបុគ្គលសូមខាងផ្នែកសតួបើកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំលេងទៅសាធារណៈសាធារណៈសាធារណៈជនវិញចុះហើយអង្គជំរាបផ្ដល់ភារកិច្ច ជូនទៅលោកស្រីជាក្រុមរដ្ឋដេហ្វិនដើម្បីធ្វើការប្រកាសពីស្តីសម្រេចផ្ទាល់មាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលើសំណើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនីអំបញ្ញមិញនេះសូមជ័យលោកស្រីជាក្រុមហ្វិន The chamber notes the request by the colleague lawyers for protective measures covering a certain part of the testimony of the civil party. It further notes that បងអរគុណលោកភិរៈជួនទៅលោកស្រីជាក្រុមប្រតិភិនដើម្បីធ្វើការប្រកាសអំពីដែលចម្រាញ់របស់អង្គជំរះចំពោះសំណើសុំធ្វើសកម្មភាពជាអាសាធារណៈរបស់ក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនីសូមជ័យលោកជាក្រុមប្រតិភិន The chamber notes the request by the colleague lawyers for protective measures covering a certain part of the testimony of the It firmly notes that Rule 39 foresees a report by the witness support section or the victim support section and additionally an assessment on the existence of a life and or death threat. The chamber doesn't have all the information necessary to make this decision at this point in time. This decision is therefore postponed, questioning will go ahead. However, in order to preserve the objective of the request for protective measures, ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំឲ្យចាត់វិធានការការពារហើយនឹងរហូតដល់ពេលសេចក្តីសម្រេចត្រូវបានចេញជាចុងក្រោយនោះ Mr.
civil party. No, cứ than đừng ạ, nhà ở thưa bà này bàn lục đam đang rất bạc về ní. As far as you are concerned. Tam đại lục rồi bà róm nữa. Until we tell you something else. Đòi về đại ông chấm nhung chấm bia. You do not have to answer questions. À, nhung chấm bia lục rồi nó về cõi cơ than lục. Mình chạm bạch lại nó xâm nụ ná để bẹp bọn tổ nâng ca cầm nọt à tạ sinh nhãn cầm nọt chút mù ở đó bỏ nẹ dìm cục nụ tê. Hai bà sân ná chứ cứ dụ kênh thác xâm nụ ná với có việc khách tổ chức nâng ca chung ôl bằng hai nhà tạ sinh nhãn rồi bỏ ca mạp với bà tầng nụ có lúc ai nâng mình chạy bàn đè lúc dụ bàn tế lúc đàm đồng rồi bà bình ý. Bà dụ lạ. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de continuer à vous poser quelques questions parce qu'il faut que nous puissions avancer, même si je comprends que cela puisse être particulièrement difficile pour vous, monsieur. Je voudrais revenir sur les conditions de détention des prisonniers de Khlong Thachan. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il y avait des prisonniers qui avaient un traitement, on peut appeler un traitement sévère, et d'autres qui avaient un traitement un peu plus léger. Les prisonniers qui avaient un traitement lourd avaient, si j'ai bien compris, des entraves aux chevilles, mais pour certains aussi aux poignets. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre? Il y avait des entraves aux chevilles, aux poignets, est-ce que c'était pour tout le monde que pour certains? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les prisonniers étaient positionnés dans le bâtiment? Est-ce qu'ils avaient la tête ou les pieds? Quelle était la position des têtes ou des pieds par rapport au mur, par exemple? Bon. Tầm hôm cốc, mẹ pram mẹ chiên. Thơ là son kháng chứ, ta chiêng ở mai đây, chiêng mát tục lâu đời cả đéo lét, đã chương son kháng. Các bạn tôi là chiêng son kháng, tục lâu cả đéo làm nhập. Kì mẹp chô đời mơ, mơ kì trụt phần nịch, nè, chọp cục. Con tôi đã chô phần nịch, nè, chọp cục nhắn, mình là nục kháng kháng cho mình hổ. Mình là dấu với bộ son kháng, và các bạn tôi là chiêng son kháng. Donc, les murs du bâtiment détention étaient faits avec des planches de bois. Est-ce qu'il y avait des fentes dans ce mur fait avec des planches de bois? Bạn, chiang nâng kì vay mình ói chết má này thì đã con khi vay hai miền đã bỏ miền chân nành luôn vì tòa thì bị khăn ông mà cho ăn thì vay cho ăn thì cho ăn cái đá lên chè anh đình cái đá. Vì bà hông mơ khơi ai mơ đỡ bị kháng mơ khơi ta mà hông chăng mơ khơi ai đỡ chứ còn mơ khơi chứ còn mơ. Bien. Est-ce que le nom de Kev Chandara, alias Kau Chandara, Yao, Hai Kru Yao, Lok Thlop Lưu Chmu Nang Te? Bạn, Skol, Bạn Tram Lưu Skol. Vous l'avez connu où? Lok Skol Kwat Nang Lai Kalai Na Dai?
got told no nung ban hal chia mandal dop tangay got ruich bing got no kum the pay mong ice sop tangay got no kum the pay kum on a song tram cock the knee. Vous avez parlé ce matin et hier aussi des tortures que les prisonniers pouvaient subir. Vous avez parlé des sacs en plastique, vous avez parlé des coups, vous avez parlé aussi de pinces. Est-ce que vous avez été témoin ou est-ce que vous avez entendu parler de tortures pratiquées avec de l'acide de la chaux? Mà xếp như mà đã khơi là chọn sạp xây hay chọn mục thì mùi xanh cà xù. Tôi bảo rằng là xếp nhầm đã khơi như lên khơi cà xù. Vous avez également mentionné la fabrication de jus de palme. Et en particulier, me semble-t-il, vous avez dit que ça servait à faire de l'alcool. Est-ce que j'ai bien compris? Je n'ai pas fait de l'alcool. Hãy anh chơi thử thế nào đi, hai anh chơi lực đầy chứ còn anh chơi sai còn lề những nhóm thực cá đó còn xua đầy thử thế nào, tôi chọn thế nào thử đào phùm chiến hay phùm lạch. Le jus de pomme en tant que tel, il n'est pas alcoolisé, mais est-ce qu'on faisait de l'alcool avec ce jus de pomme? Et est-ce que les membres du personnel de Krang Tan Chan buvaient de l'alcool? Mais ce jus de palme, est-ce que c'était un jus de palme sans alcool ou avec alcool? Sans que vous me donniez de nom de membre du personnel, est-ce que vous avez vu les personnels à Krang Tan Cha être ivres parce qu'ils avaient bu de l'alcool? Et c'était le cas, vous avez vu des gens ivres, me dites pas de nom, mais est-ce que vous avez vu des membres du personnel ivres? Est-ce que il y avait des prisonniers qui étaient mis dans ce qui pourrait être appelé des cellules sombres? Des cellules qui étaient creusées dans le sol, comme des trous. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a existé? Il y a des cellules qui ont été creusées dans le sol. Peut-être qu'il y a un problème de traduction. Est-ce que certains prisonniers ont été placés dans des trous creusés dans le sol? Est-ce que certains prisonniers ont été placés dans des trous creusés dans le sol?
ក្នុងដីដល់ក្នុងលុងក្នុងដីអត់មានមានដាក់ក្នុងដីអាគេជីកទឹកក្រោមវាខ្ញុំមិនអាចឆ្មានដែរឆ្មានដីវាមូលជីកមូលអញ្ចឹងវាមានត្បាញលុះទឹកក្រោមដីជំរោប្រហែលជាអាចបើមិន 4 ម៉ែត្រក៏ 4 ម៉ែត្រជាងហីក៏អត់មាន 3 មាន 4 ជាងអញ្ចឹងរបូលគេធ្វើរបូលរបៀបថ្មីគេចោះឲ្យធ្វើចោះបាត់ជុំអញ្ចឹងមានមាត់ទ្វារចូលពីផ្លុំមាត់គេចោះដល់លិដាក់ខ្សែរត់ពីលើមួយកាលណាវាយសួរសម្លើយ អត់ឆ្លៃគេយកដាក់នឹងវាយហើយវាយទៀតអត់ឆ្លៃគេយកដល់មានខ្សែខ្សែពួរអញ្ចឹងខ្សែពួរសសដូចសម័យមុនគេថាខ្សែពួរកប៉ាល់យកមកដល់ដាក់ចងជាប់យកកេះហើយទម្លាក់ទៅក្រោមទម្លាក់មកក្រោមហើយយោងអាខ្សែនឹងឡើងមកលើវិញបន្ទោះយោងវិញឡើងមកអញ្ចឹងមកទន់ខ្លួនលេងលាក់លេងលាក់ហ្នឹងទុកទម្លាក់ទៅក្រោមមកទុះទៀតលើកវិញទៅទន់ខ្លួនលេងលាក់លេងដឹងអីអាហ្នឹងគេគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅយោងពីអ្នកទៅចិនយកមកទុកន
je crois que vous avez donné des indications. Vous nous confirmez que Tachim est venu au centre de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les fonctions de Tachim? Tachim, c'est Est-ce qu'il avait un lien particulier avec Tamok? Est-ce que vous savez si à un moment Tachim est parti du district de 34 et est allé dans un autre endroit, pour aller dans un autre district? Vous avez également parlé de Tamok. Est-ce que Tamok était aussi appelé Ta-15? Vous l'avez vu combien de fois? Est-ce que le nom de Tapi vous dit quelque chose? Quelqu'un qui aurait été unijambiste? Tapi de? Est-ce qu'il est venu à Krang Tan Chan? Quelles étaient ses fonctions? Il venait à Krang Tan Chan. Bah.
Est-ce que vous avez entendu parler d'une dame qu'on appelait la vieille Beau? Vieille Beau, de? Bạn mình tâm lưu school hiện school vieille Beau, sau cùng nói con không nhầm school này mà. Est-ce qu'elle avait un lien avec Tamok? Est-ce qu'elle est venue à Krang Thachan? Elle a été venue à Krang Thachan. Donc, dois-je comprendre que vous ne l'avez pas revu ensuite à Krang Thachan? Est-ce que le nom de Ta Tit vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez vu Ta Tit à Krang Thachan? Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse parce que je pense qu'elle n'a pas été traduite. Est-ce que vous avez vu d'autres dirigeants du district ou éventuellement de l'échelon supérieur du secteur ou de la région, ou même d'autres dirigeants venir à Krang Thachan? Est-ce que le nom de Kang Ek Yu, connu aussi sous le nom de Doik, connu pour avoir été le dirigeant de SVT1, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Est-ce qu'il est venu à Krang Thachan? Voilà, je voudrais conclure peut-être ces questions en essayant de comprendre quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter après votre incarcération à Krang Thachan. Est-ce que vous pouvez dire quels sont les problèmes physiques ou éventuellement mentaux que vous avez pu rencontrer? Est-ce que vous avez eu des traumatismes particuliers? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? ខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេជីវិតរបស់ខ្ញុំវាតោះថាដូចផ្សាយដែលដងតោះថាដូចលែងដឹងលែងដឹងកើតខ្ញុំអត់ចង់និយាយវាកំសត់នឹងវេទនាហួសនឹងផ្សាយប៉ុន្តែមកបាយសំបីម៉ៃបច្ចុប្បន្នទៅសើខ្លួនឯងថាគួរណាបានរស់ទៅសម័យហងៃដែរបាទបាទខ្ញុំអត់ចង់និយាយប្រាប់ទាំងអស់បាទតែអ្នកកូនចៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ដែរហងៃអត់ចង់ប្រាប់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រឪពុកជួចចត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងតែឃើញមិនចង់ឲ
je comprends que ce soit des souvenirs très douloureux pour vous. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si, par exemple, le fait de devoir vous remémorer tout cela entraîne chez vous des problèmes d'insomnie, des difficultés à maîtriser vos émotions? Est-ce que vous arrivez d'être totalement désespéré? Est-ce que ça vous arrive d'avoir difficulté à vous concentrer et à pouvoir travailler? Est-ce que vous avez expérimenté ce genre de problème? បាទកាលណាខ្ញុំអត់រំលឹកឡើងពីបញ្ហាការជួចចត់ពីសម័យមុនគឺបំភ្លេចចោលអស់គឺខ្ញុំសុបាយបាទថាណាបងបំភ្លឹកនៅរឿងការងារអតីតកន្លងមកពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយងាកមិញនេះគឺខ្ញុំអត់បានថ្នាក់បានពេញភ្នែកនៅឃើញថាខ្ញុំសម័យឃើញថាខ្ញុំនៅក្រាំងអាចារ្យដូចឈ្មោះគាត់ប្រធានទីគាត់ស្រែកហៅខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកត្នោតជួយគាត់យ៉ាងនេះបាទគាត់ស្រែកថាអញតោះទៅភូមិជើងទៅដាក់ទឹកត្នោតអញ គាត់ស្រែកថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញសម័យបាទខ្ញុំអត់ចង់នឹកឃើញអីទាំងអស់ហើយចង់ឃើញអត់ចង់បានដឹងលឿយចង់ឃើញអីទាំងអស់បាទពីសម័យជួចចត់រៃរាប់នៅតឡាការទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំវែងហើយខ្ញុំក៏វាការជួចចត់ផ្លិចបាត់ក៏ខ្លះនៅខ្លះចាំខ្លះអត់ខ្លះដែរវាយូរឆ្នាំពេក 41 qui vous arrivez d'avoir des cauchemars et de vous réveiller la nuit avec l'impression qu'on allait vous chercher, venir vous chercher pour vous conduire à Krang Tan Chan? Mien pet pakat, mien lutra de, ah lok khang ke sai kot te chuk. Tan ah Krang Chan mien chmuk yom na nang tha. Soi san chi na tai ta chop ko Krang Chan chnam 1374. Và chẳng cái xuống tên hồi này, nãy xuống đánh hết nó nâng cái pháp mà rộp tên khơi. Cả nà gót tỏa dùm phía chẳng dục lăng bà rõm nó khơi nó càng chẳng hốt. Bà gót ở dùm phía càng nghiệp bà đã vay vay mũi. Rồi còn càng nghiệp xe xe ở dùm phía. Cứ nhóm ọt bàn nó khơi nhì. Nhóm bàn bị chân nam tàu mũi. Khăn ông ca phía xe ô gót dô mọc đỏ mặt đào lên chìa đà. Còn chùi khôn ấy nhóm bầm plech cho rương nâng bàn dù ngoài dù chân nam đá hơi. Lấy ở sau nước nìa bánh hà nâng. Giúp mùi nó. Hôm nay ông ca ná, tôi biết nhóm gọt bán xoá gọt để nhóm chọp nợ rô xì. Nhóm biết nhóm bông lăng rôn, lăng tóc ca cái gọt vô áp lại mì cổ đời. Nhóm biết nhóm nâu dạng mạch mùi mạch bì mạch. Nhóm chá thơ chá lăng rôn. Giúp lăng nhóm sạch lăng bạc tè bình tè bộ phôn nhóm lăng. Cũng à lõi đăng sạch tay đăng nhóm kì hào tóc càng chan. Bà nha nhóm ọt chọn lưu hay ọt chọn đăng. Mày phá cho bọn hỏi, mình chọn khơi đăng ý tăng ọt. Je vous remercie, monsieur, pour votre témoignage. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, Mr. Civil Party. In the coming 20 minutes, I would like to revisit a few issues in relation to your personal biography. Right with you. First, the issue
ปัญหาบ่ปรายภาษาลูกใหญ่ลือตําแหน่งไอ้อะดิซั่นนะปะซั่นลูกลูกกุเป้ให้อังกุยจอซั่นเด้อมีปัญหาบ่ปรายภาษา Xong chơi lục soi sáng lời bạn nhom mình ai chăm chăn nam cầm nát bao nhom này chăm ban tài vũ ở vũ nắng cái chăn nam nhom nó chọn nắng mà mình ai đọc pram còn đọc vào mùi ban tài số máy bay bón ấy nhom ha bấm pel bộ máy nhom thải anh vũ ha bấm pel và Mr. Civil Party, that would be my calculation as well. Vì nắng co khi ông đỏ tấu khơi thành trang đài nó về lục trò ban chập luôn lục trong năm chật sập bốn cứ lục ở dụ hai chi cả lục hai chi đọc buồn chín năm vì mình xem anh lục ban một đòn sạ khai cam tha nó về nô lục miền ở dụ đọc chín năm hay chỉ môi Around 16 years old. I looked at the ground, the channel, 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 I would like now to ask you a few questions about some people that you were testifying earlier about. You testified earlier about somebody called Grandmother Gore. Do you remember that? And this morning, in an answer from a question of the Hussein was the husband of Grandmother Nagore. This morning, in reply to a question of the husband of Grandmother Gore was Hun Sen. Ta lok nou prakan yok chamlai ni rite. Mat chmu kot pat ku khnyom mat dan dang ei chmu Sen mon ban dang ei chmu Sen ku min prai kon ni chmu Would it be possible that Grandmother Nagore was in fact herself? Hun Sen.
was the other name of grandmother Ngor Hun Kim Seng. Mien nea na ma nea tiet dael mien chmu chi ye nyo hai hao ye nyo ko chi chmu Kim Seng nang dae te mien nea phsei pi nang te. At mien mien da ye nyo muoi sei nang phsei na koun kwat. Was grandmother Noor ta married to a man called Meas Kun? Ban riep ka chi muoi borom mneak chmu Meas Kun de. Bat padai kot chmu ta kun nyom chlom kon vasa kot chmu seing padai irat ba ba nai knong lau ni nyom at ban dang vi niem ta kon ba kot dang na ta kun ba nang prai bopon kot pat pakat ba. Mr. Civil Party, are you sure Lok that the grandmother Ngor was not Meas Kun? Đây là bao giờ nhỏ mình miễn chung mua Meas Kun đấy. Thật con bất bật cọt, mình khai khai có ớt bật lòng thiện. Do you know any of their children? Ta... The children of Meas Kun? Lok skol kon kon robos Meas Kun hao Hun Sen nang te hay nang ye nyo nang te skol kon kon robos puok kot nang te skol la neak no chop no te ba neak no ta mul tha ni nyom ot skol le skol la neak no chop no kop krang achan skol ba. Would you be able to tell name them? Which one was Rob Chmo Net Dai Lok Ban Skol Dai Kei Khum Khluon Nang Ban Te Chun Hoi Mum Reak Ban Te Ban Ban Tae Khmeing Mi Muoy Chong Kroy Tu Chieng Ke Nyom Man Ai Cham Chmo Man Dang Chmo Chmo Ai Bo Nau Nu Ke Hao Chmo Mi Lat Hai Dam Ba Tamai Pai Yap Ban Nang Chmo Ai Mi Nang To Chieng Ke Ko Ni Nyo Pi Mon Mo I Hat Akha Akhom Hai Mi Lat Ba hay con xa muối tiệt con sai con có đầy hạt nó muối tiệt. And when you say ka do you mean Meas Sokha? Nó biết đấy lúc này dây chmua a kha chẳng nghe ta lúc sầm đau từ lời chmua Meas Sokha nó nghe ấy bạn năng ấy. And was the sister of Meas Sokha also detained? Ta pon srei robos Meas Sokha trou ban khom khluon nou ti nou dae te keu kot chmuh Meas Sarat. Ban nang men chi bon chi bong ba men chi bon ni bong bong akha nang tiet ba Meas Sarat nang bong akha. That is possible. That is possible. Thank you. Và xin mời con bà chị bong chẳng hạn. Asking a little bit further on. Khi em xong xu bận thêm bận tách ông pi bong sợi chmuh Meas Sarat nè. I will get back to the incident later. Khi em nâng tờ lọp mà xu ông pi pritika rồi bỏ con nô thằng ngày sai. Or Ratana. Ta. You mentioned. Mùi ná chmuh Ratana chmuh Rat rồi mùi ná để lục bàn nị dây bẹp pon tổ nâng pritika. Chắp rùm lốp đòi ca pra shells or grenades M79 crop 79 គឺតើតើលោកសម្ដៅឈ្មោះមួយណាហ្នឹងបាទមាន2អ៊ីរ៉ាត់ហ្នឹងគាត់ធញចាប់ជាលេងលោះឲ្យអ្នកអាយទិញទួយឲ្យបើជាអ្នកកងសារ៉ាត់2ណាហ្នឹងបាទគាត់ចាប់រំលោភហើយបានគាត់យកក្របបាមកចិនទៅញុកសត្រីនឹងទេបាទខ្ញុំមាន2ផ្សេងគ្នាបាទ Mr. Civil Party I would like លោកដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនី
your statement in front of the Supreme Court. Khom som banhang chom lai robos lok muoy dai chlai chun bacha mondol aikasa Kampuchea ke 3 4 7 2 4 7 2 4 7 2 4. In the middle of the page you speak about no trong pek kanal tumpor ni lok man nyei ampi ka romlop satrei 2 neak doy pra kbal prop 79 hai nou chong kraoy nei tumpor ni you say the following lok man nyei doy to to ni I only know that it is khnyom dang tha nou phum odam soroya phum khum odam soroya Iraq, ban romlop Iraq. The question is, oh, the small, short Iraq over there. Hai knong pel nung keu doich toich ko nou ti nuh dae. She has a child currently living and working. Ka mien koun muoy ruh nou sop thngai ruh nou nou Phnom Penh nung tveu ka nou ti krong Phnom Penh. Mai mai kai, som chueng yo yo kom som mak la wai. Oui, maître Copé, je pense que Copé. Maître Copé, il était convenu que lorsque vous auriez des questions à poser, ces questions ne devraient pas concerner les noms de membres du centre de sécurité de Krang Tan Chan. Sauf erreur de ma part, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Alors, je pense qu'on a été relativement clair, si ce n'est pas possible, eh bien, je ne sais pas, il va être difficile de continuer. Si vous avez des questions, je pense qu'on a été relativement clair, Maître Copé. I will try to call him X. So your answer is yes. Dechnai chamlai robos lok ban chlai tha ko keu kot mien koun mneak sop thngai ruh nou nung tveu ka nou ti krong Phnom Penh kot chop kok nou chmuoy khnyom rot hai nang yei nyo nou ruh rien mien chivit nou lai. The question is rot hai somnu. And then you say grandma nor គឺជាម្ដាយរបស់រ៉ាត់ Now again my question is ដូចជាសំណួររបស់ខ្ញុំគឺតើរ៉ាត់ដែលលោកកំពុងតែនិយាយនេះគឺជាកូនស្រីរបស់ញេញោដែលជាឈ្មោះតែមួយឈ្មោះមាសរ៉ាត់នឹងឬមិនមែនទេឈ្មោះតែមួយពិតប្រាកដគឺពីមុនគេហៅម៉ែ3ប៉ុន្តែឡូវហៅតចង់មកនាមតកូនមកវាអ៊ីរ៉ាត់ប៉ុន្តែពីមុនគេហៅម៉ែអាបេអាបេនេះមាននៅធ្វើការនៅភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទនៅកូនអ៊ីរ៉ាត់បកើតJust to be clear, សំសួរបញ្ជាក់ដូច្នេះមាសសរ៉ាត់ឬក៏រតនានេះគឺជាបងស្រីរបស់មាសសុខាសំណួររបស់ខ្ញុំតើមាសសរ៉ាត់ឬរតនារុរ៉ាត់នៅរស់រានមានជីវិតឬទេសប្តាហ៍នេះបាទបាទអ៊ីរ៉ាត់នឹងនៅDo you know where she is now?តើលោកដឹងថាគាត់រស់នៅឯណាដែរសប្តាហ៍នេះបាទបាទដឹងពី2-3ឆ្នាំមុនគាត់ទៅផ្ទះខ្ញុំខាងអាខានេះទៅផ្ទះខ្ញុំព្រោះថាបងវានៅស្ថានរដ្ឋបាទអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងក៏នៅស្ថានរដ្ឋ So Mia Sarat ដូច្នេះមាសសរ៉ាត់ឬក៏រ៉ាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយហើយសប្តាហ៍នេះរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកតើខ្ញុំស្ដាប់លោកនឹងត្រឹមត្រូវទេបាទ And was Mia Sarat ហើយថាតើមាសសរ៉ាត់មានរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ឈ្មោះមុំប៊ុននឹងឬក៏អត់ទេបាទអាហ្នឹងមែនមុំ4ទេមុំ4បាទម៉ែអបេអូអបេម៉ែអបេអូអបេហ្នឹងបាទ
What else do you know about Mom Buen? Ta lok mien dang rueng avai banthaem tiet te ampi chmuoh Mom Buen ni. Bat at dang ho kot te chob ban hal chi pi na au hen kon kon basa nang au khmeik te chob man ban hal. Doich man man khae vai suor samlai chlap tang pi, chlap tang pi khnyom na yo sap kot te tuk nou pi robong khang bong, khnyom nam dong pi dam nou pi leu nang ba. Buen hen nang ta kon pi na. What else do you know about ta lok mien dang avai banthaem tiet ampi chmuoh Mom Buen ni te for instance utihot do chi tha haet avai ban chi kot tro ban ke chap khluon hai chap khluon no pel na bat khiem ot dang he nang tha khoeng dang na ke bchuun da dak kong nang khiem ot ban su ke bo khiem vậy khi mà trong tăng niệm trong chuyện này tôi trong mọi miền sơn xuôi thì bạn đã chọc cục chọc như thế nó chạy xù thà nó khum na sọc na khum na tập năng rồi when do you remember when Mom Buen lúc chạm tê thà Mom Buen trâu cái chạp luôn nó bên nào đấy bạn đặt đăng này đang làm dục lang lầm lang bạn nhầm khơi bộ đã cục khóc này cọt chồ đó là bốn cọt cục bình lạnh nhưng nó cục cợt và đó là pi bình ngày đang kiểu vay xuôi thầm lái cái ban giờ là đạn nó cục cợt ban khơi rồi and what about Mia Kun cho Mia Kun là Mia Sọ Kun nè lục đăng giấy cát ông pi Mia Sọ Kun nè ở đằng đấy đằng đặt tàu tập pin này hay ao hành cồn nhưng mà bạn đang rương mùi hạt giang mạch mùi mạch pi vẫn ở đằng này nhưng được hơi bạn đã chào chiều xuống một nhóm chỉ vì mấy chay hay mà dạ mà giang cái nhóm trên này tốt được cái này nhưng mà mình sẽ đi xuống qua But would you be able to tell us? Ta lúc ai chụp đẹp chun ong chụp nôm chụp rẻ tru tru bán đấy thật. Ta mê sư côn ní trâu bàn chập luôn nó bên lá. Ất đăng đây bà nâng Ất đăng như mặt bàn đăng. Bà nâng bê lên nà ngày nà khai nà cái nhóm bàn đăng thèn đọt khơi nâu. Cục nâng khi nhóm mình ai chăm chân ai à mình ai chăm khai có mình ai chăm thang ai thiện. Chăm chân nam thiện. But you don't remember how long you saw him, how long he was there? Lúc nấu chạm bàn thế thà ta miệt con nín kia trâu kia không luôn ở dạng bên bên nào đấy ai thì trong chăm án tung hay mặc khai còn mặc khai chiêng hay có mình đòn mặc khai còn mình đắng lắm của nhau mình ăn ai rọp bàn đấy về đôi nhau bàn phà phì chìm riệp môn màu chăng Are you sure it was 1 month? Ta bà cót thế để thà cót cho bà hai chìa mà khai nè. Mình chìa bà cót có đôi chìa bà cót đấy bà khu nhóm bàn rộp tháng ngày hay có mình bàn đăng khai bà khu nhóm vì mình bàn kết nông niêm khai hay có mình xóm khu luôn đặc lai khu luôn bàn lăng mà tà lá cài bà cắt khám ai có hòm đặc nạ nâng khu mình bàn chăm bàn đặc nạ bàn đặc chăm bàn Do you know when grandmother Noor ta lục đăng tha nó pê na the prison dây nhỏ ban chôl tù khnông cục ban đăng tha kê bđai kọt sǎlap bđai kọt sǎlap hơi sǎlap hơi nưng bđai kọt kê ọt yọt sǎlap tê kê vai sù sǎlai đâ vai sù sǎlai tục yù rom ọt bai ọt tực tâu kọt kọ sǎlap đòi sa kê thơ tròn cam bà ta ở đây quạt sáp hơi bàn chấm nôn và hai chị ai còn là khai còn đang đọc ngay còn đang bàn khơi mà cứu xa cái nón được tiệt các bạn nào could you try maybe
ថាលោកអាចជាយាមគិតមើលលោកថាលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1974 Hay cọt mò bài hơi. Just trying a little bit more, Mr. Civil Party. Was it Kim Song Su, lục bản thai mình tiết ta chân nằm na. Rồi bị rụng đỏ, ngày rụng đỏ mỗi chân nằm, rư cỏ bị chân nằm, lục ai kết mơ bằng tay mơ ai cho chúng đẹp chùn là cả bạn thế. Bạn đang nhầm ọt bạn đăng, ọt bạn đăng nhầm. Thằng nào đang nhầm đăng bạn chúng đẹp chùn bạc hàng. Nào nhầm ọt ai đăng cơ nhầm ọt ai chúng đẹp bạn bộ nhóm. Tăng niêm chỉ nạ tốt, thì nhóm đang đọc bạn kết thái, nhóm cho bạn bảo màn khai, thì nóm nạ tốt mà tiết cứ nhầm ọt bạn đăng lại nhầm bạn. What about Mia Sarat and her husband Mom Boon? Do you know Mia Sarat hay nâng đây rồi bỏ cọt Mom Boon thà ban châu tộc nông cục nâng pi pe na đấy. Irat nâng cọt màu cỏ chỉ muối cua sa chỉ muối chỉ nhỏ. Boon nâng hay tạc côn nâng cọt tàu môn môn kê quay xuôi sầm lái chlap tàu hơi chlap hơi nâng ban khi ông mình ai chăm thằng ai gì và hai chị mình đặt tu. Tông bà hai thì ai đọc ngay của mặt hai cũng đang gặp hai cũng đang nhầm áp chan bàn kì nóm khu rùa xa năng tàu khói bàn xu quát quát bà thạc nhóm dây nhỏ ở đây quát kì dô mà muốn bát hơi bà thạc đặc côn hay bươn năng bàn nhầm ai chứ có quát mẹ áp chứ có lại quát bà thạc chẳng đề bà Would you be able to tell us something about the reasons why these four people were arrested? Mia Skun, Hun Kim Seng, Mia Sarat, and husband Mom Boon. What was the reason for that? Mia Sarat, Mom Boon, ta lục miền đăng tem mùa hè đấy. Bàn chia kỳ vô tôi đã cục nọc răng từ chăn. Ót đăng này nhầm. When they were in prison, these four people, at any point in time you ever spoke to them about the reasons for their arrest? But ខ្ញុំអត់បានគិតពីបញ្ហាដូចខ្ញុំបានជម្រាបតឡាការថាខ្ញុំអត់បានគិតពីបញ្ហាហោថ្ងៃហោខែអ្នកទោះចូលទេបើខ្ញុំអ្នកទោះបន់ឲ្យដល់រស់រៀនមានជីវិតខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងបាទ បាទតាមចិត្តជួនកាលអាចឃើញគេវិញដំសួរចម្លើយលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកតោះផ្សេងទៀតលោកធ្វើកិច្ចការដទៃទៀតសំណួររបស់ខ្ញុំជាក់លាក់នោះគ្រាន់តែសួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សបួននាក់នេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយលោកឆ្លើយថាលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុណាមួយជាក់លាក់នោះទេអញ្ចឹងមែនទេ មេធាវីបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់នៅរសៀលនេះហើយអង្គខ្ញុំបានប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្រាប់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកទៅហើយអង្គខ្ញុំនេះអរគុណចំពោះលោកសុយសែនដំណើរការសម្រាប់ការស្ដាប់ទៅខេកកម្មរបស់លោក
Nong thana chay dam dang rap rap ini nơi ngày ni mình toàn chọc nơi lai tê ông chấm ra là tập bốn có hàng chơi lột một mà to đo tập khay cắm nơi ngày sọc thì bẩm vui khay cầm phe năm bị bòn đập nắm tiệt đại nâng chập đầm bị mau bẩm buồn bực hay lột ai bơ tập lọp tập căn cái này để lột thana đỡ bị bàn hơi mình tray rồi ba tập lá cá sờ đồ ruồi chỉ mồi nâng bọc lực ông cầm phe cầm phe xả xây nâng nhẹ chấm liến chun lột soi sen bơ tập lọp tập căn thì cái này để cọt thana nơi bị cho nâng sông mà chơi cốt một chỗ ruộng sạm nạc ca nâng không có tục sạm nạc ca nâng đất ngay sạy ở bàn môn mong trong môn bực hay ông chấm đất có chơi những lúc chỉ bộc lực ông ca thì bị ôm một con to ông quý ôm đà bà đăng rập rồi nì rủm mê đà mây chìa chùm nuôi bằng răng mặt đây đà bà đăng rập rồi nì nâng không sạm nạc ca nâng hai tay tiết phong đài hay bà cóp ơi ảnh đồ rẹ mà tì không kháng nông luôn chùm chọc chọc thằng phí rụp từ căn mà tì không kháng này អបតកវិញចុះនៅប្រកបអៃនងខ្លួនគាត់មកចូលរួមសកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 សម្រាប់ចុះ